Good morning. Tạm biệt sự mệt mỏi vào mỗi buổi sáng. Với chuỗi động tác yoga sáng hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta một cơ thể tràn đầy năng lượng, sẽ giúp cho công việc của chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Xin chào, mình là Lan, là giảng viên yoga tại trung tâm Spartan Fitness. Hãy like và đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau tập luyện mỗi ngày nhé. Nào xin mời cả nhà, chúng ta hãy vào thảm, ngồi vào tư thế thật là thoải mái. Hai tay buông lỏng trên gối, nhẹ nhàng cuộn vai, mở lồng ngực, giữ cho lưng, đầu và cổ trên một đường thẳng. Hãy khép hờ đôi mắt lại. Hãy lắng nghe cơ thể của mình. Hãy tập trung vào hơi thở. Hít một hơi thật sâu vào, mở rộng lồng ngực, đẩy bụng căng lên. Thở hết ra, hấp bụng, sâu lại. Hít vào một hơi, căng tràn năng lượng vào sâu bên trong cơ thể. Thở ra, hấp bụng, hãy đẩy hết những khí cặn ra bên ngoài. Một hơi nữa, hít sâu vào. Thở hết ra. Hít sâu vào. Thở hết ra. Hít sâu vào, hãy cảm nhận sự thoải mái. Thở hết ra, hấp bụng, tống hết hơi. Một hơi nữa, hít vào, bụng căng lên. Thở hết ra, tống hết hơi ra ngoài. Hít vào, bụng căng. Thở ra, hấp bụng sâu lại. Hít vào một hơi, môi của mình mỉm cười, hãy đón nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ. Thở ra, hóp bụng, đẩy hết hơi. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Hít vào, vươn hai tay. Mắt nhìn theo tay. Thở ra, chắp tay hạ trước ngực. Một lần nữa, hít vào. Thở ra. Lần ba, hít vào. Thở ra. Lần bốn, hít vào. Thở ra. Lần cuối, hít vào. Thở hết ra. Hít vào, vươn tay lên, khóa lại. Đẩy căng gót tay, mắt nhìn theo tay. Hãy cảm nhận từng đốt sống lưng của mình căng mở ra. Và giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Hà tay, bao lấy gối. Hít vào, nhoài người về trước, cuộn vai, mở căng lồng ngực. Thở, cuộn lưng lại, đẩy ra sau, cầm về hốc cổ. Lần hai, hít vào. Thở ra. Lần nữa, hít vào và giữ lại. Đẩy lồng ngực mở căng. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng đang tràn sâu vào bên trong đáy phổi. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Cuộn lưng lại, đẩy hết ra sâu. Giữ lại và hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, hai tay mở ngang. Thở ra, nghiêng lường sang phải. Lật vai trái, kéo mạng sườn trái căng. Hít vào, trở về chính diện. Thở ra, nghiêng lường sang trái.
mở lồng ngực, kéo lườn phải căng, hít vào trở về, lần hai thở nghiêng, hít vào trở về, thở trái nghiêng, hít vào trở về, thở phải nghiêng, và giữ lại ở đây 5 hơi thở. Đẩy lồng ngực trái, kéo mạng sườn trái căng liên tục. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào trở về chính diện. Thở nghiêng trái liên tục. Lật vai phải, kéo mạng lườn phải. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào hai tay lên. Thở ra nhẹ nhàng, vặn người sang phải, đẩy lồng ngực phải, mở vai phải, mắt nhìn ra sâu. Hít vào trở về. Thở ra vặn trái. Hít vào trở về. Thở ra vặn phải. Hít vào trở về. Thở ra vặn trái. Lần cuối cùng hít vào. Thở vặn phải liên tục. Giữ cho cột sống thẳng. Đẩy lồng ngực trái. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào trở về. Thở vặn trái liên tục. Kéo thẳng lưng, mở vai. 5, mắt nhìn về hướng vai trái. 4, 3, 2, 1. Hít vào hai tay lên. Thở ra chồm người về trước, đặt tay xuống vào tư thế con mèo. Rồi mình chỉnh cho hai gối cùng một đường thẳng với hông, xòe rộng bàn tay như cánh quạt. Đúng rồi, tay thẳng với vai của mình. Hít một, nâng chân phải lên, nâng cầm, mở vai, mở lồng ngực. Thở kéo gối về hướng trỏ phải, mắt nhìn xuống gối. Tương tự hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Lần nữa hít vào, giữ lại. Hít thở đều. Nâng chân như úp cái hông xuống. Đúng rồi. Mở vai ưỡn ức. 5, 4, rất đẹp. 3, 2, 1. Thở ra, kéo gối chạm chỗ phải luôn nếu được. Hóp bụng lại. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Đặt bàn chân phải ra ngoài cạnh tay phải. Duỗi mũi chân sâu ngay ngắn. Rồi hít vào một hơi, đẩy người ra trước, hạ đùi trái xuống, mở vai rướn căng lưng. Thở đẩy hông lên trần, rút mũi chân phải, duỗi thẳng chân phải và gập người xuống. Tương tự lần hai, hít vào. Thở ra. Lần nữa hít sâu một hơi, lấy năng lượng nhiều vào. Thở tống hết hơi ra. Lần 4 hít vào. Thở ra. Lần cuối hít vào. Và giữ lại ở đây, hít thở đều. Đúng rồi, chìm cái đùi trái của mình xuống. 5, mở vai, rướn lưng. 4, 3, 2, 1, thở ra. Rút mông lên trần, hóp bụng. Rồi mũi chân phải hướng lên trần luôn. Đúng rồi, cái này nó căng nha. Căng trong khả năng chịu đựng của mình. Và dừng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, hít vào, đẩy người lên trở lại. Từ đây mình ký cái mũi chân trái, rút cái chân phải ra sâu vào tư thế tấm ván.
Nắm duỗi thẳng nha, siết đùi nè, siết bụng chắc nè, gót hướng thẳng lên trời, sắp vai của mình lên. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ gối, hướng trỏ vào, khép vào hông, hạ ngực cầm xuống, rút cây xương cụt của mình lên trần, hóp bụng lại, giữ ở đây tư thế con cá sấu. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hít vào, mình lướt người lên vào rắn hổ mang, cuộn vai, mở lòng ngực, rồi giữ và lắng nghe cột sống. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, ký mũi chân, rút xương cụt lên trần, đẩy người ra sau vào tư thế định núi. Duỗi con, hít thở đều. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hạ hai gối xuống, mình đổi bên. Hít vào, nâng chân trái, nâng cầm, mở vai, mở lòng ngực. Thở, kéo gối vào, chạm vào chỏ trái luôn. Tương tự lần hai, hít vào, thở ra. Lần ba, hít vào, thở ra. Lần bốn, hít sâu, thở ra. Lần cuối, hít sâu và giữ lại. Sắp vai lên nào, tròn cái vai về trước một xíu. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, kéo gối, chạm vào chỏ luôn. Nếu được, mắt nhìn xuống gối, rút rốn sát vào hướng lưng, giữ ở đây và hít thở. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây đặt bàn chân ra ngoài tay trái, duỗi mũi chân phải ngay ngắn. Hít 1, hạ hông, hạ đùi trái nào, vươn cái lưng. Thở, đẩy hông lên trần, rút mũi chân trái lên luôn. Đúng rồi, cái chân trái mình sẽ căng nha. Lần 2, hít vào, thở ra. Lần 3, hít sâu vào, thở hết ra. Lần 4, hít sâu vào, thở hết ra. Lần cuối cùng, hít vào và giữ lại. Rồi, có nào, mỗi hơi thở mình chìm cái đùi trái xuống một xíu nha. Mỗi ngày một chút, hãy lắng nghe hông của mình. 5, mở vai nào, ưỡn lòng ngực nào, rướn cái lưng lên. 4, 3, 2, đổ hông nhẹ nhẹ sang bên trái một chút. Đúng rồi. 2, 1, thở ra, rút mông lên. Đúng rồi, kéo thẳng chân trước, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, hạ trùng trùng chỏ xuống hờ, hạ người thấp xuống một xíu nữa nếu được. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hít vào, rút chân trái ra sau, rồi lên tấm ván, giữ ở đây 5 hơi nha. Xòe rộng bàn tay như cánh quạt, sắp vai chắc, siết đùi và siết bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở, hạ gối, hạ ngực chạm sàn. Hít vào, lướt lên rắn hổ mang. Mở hai vai, đẩy lồng ngực của mình căng ra, càng căng lồng ngực càng tốt. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra vào tư thế định núi. Ký hai mũi chân, rút xương cục lên trần, đẩy người ra sau. Lưng thẳng ha, duỗi căng lên, nếu căng quá thì trùng nhẹ gối lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng chân phải lên. Đúng rồi, đừng lọc hông nha. Nâng cao nhưng đừng lọc hông, đạp gót của mình ra sau. Đúng rồi. 5, đẩy người ra sau một xíu nữa. 4, 3, 2, 1. Rồi thở ra, kéo gối lên mũi nào, giữ lại 5 hơi. Duỗi mũi chân, đúng rồi, hít thở đều, tròn vai lên một xíu nữa, rút rốn, hít thở đều. 5, 4, 3,
Hai một rồi, hạ gối xuống giữa hai tay, duỗi chân trái ngay ngắn. Đúng rồi. Mọi người lưu ý ha, khi ở tư thế này chúng ta hay bị sai là hay lật cái hông này lên nè, lật hông nó sẽ bị đau cái lưng. Cố gắng úp cái hông bên trái xuống. Từ hông xuống gối và xuống cổ chân phải là một đường thẳng nha. Rất đẹp. Trời. Nếu mà hông của học viên nào mà nó lệch nhiều quá thì hãy dùng khăn gấp lại đặt vào dưới cái mông bên trái để chúng ta đều hai cái hông lại, đảm bảo khi chúng ta tập là nó không bị lệch các khớp. Rồi. Từ đây chúng ta sẽ đứng trên 10 đầu ngón tay, hai tay đặt cùng đường thẳng với gối. Dùng ý nè, chúng ta sẽ nhấn cái hông trái về sàn, hít một hơi, mở vai, mở ngực, rướn lên. Thở ra, mình khuỳnh hai cái chỏ hướng lên trần, hạ trán chạm sàn nếu được. Đúng rồi, lắng nghe khớp hông của mình nha, nó sẽ rất là căng. Lần hai hít vào. Thở ra, hạ trán, chạm sàn nếu được, còn không chạm sàn cũng không sao, cứ lắng nghe cơ thể của mình, được ở đâu mình dừng ở đó. Lần hai hít vào, vươn lên. Giữ ở đây và hít thở đều. Dùng ý nào, nhấn cái hông trái xuống nào, dùng tâm trí mình nhấn cái hông trái về sàn. Rất tốt ha, mở vai xíu nữa, rướn lên xíu nữa. 4, 3, 2, 1, thở ra. Rồi giữ ở đây, dùng ý chỉnh cái hông trái mình úp về sàn nha. 5, rất tốt, trán thả lỏng xuống sàn luôn. 4, 3, 2, 1, rồi từ đây hít vào, hai tay của mình vươn lên. Thở ra nào, tay trái đặt lên chân trái, mắt nhìn thấy tay trái luôn. Lần hai hít vào, lên. Thở ra, hạ tay trái, đúng rồi. Lần nữa hít vào, lên. Thở ra, hạ tay trái. Lần cuối cùng hít vào, lên. Rồi giữ ở đây nha. 5, 4, chắp tay lại nè, rút ra sâu, đẩy lồng ngực lên. Đúng rồi, xoay cái vai của mình sang bên phải một xíu. 4, 3, 2, 1, giữ tay phải ở đó. Thở ra, hạ tay trái của mình lên chân trái. Chính xác. Rồi dùng ý nè, đẩy cái lồng ngực trái lên, úp hông trái xuống, rướn cái mũi tay đi về gót chân trong khả năng của mình. Đúng rồi, trưởng. Đi nào, đi xíu nữa nào. Đúng rồi, đẩy lồng ngực nha. Đi nhưng đẩy lồng ngực lên, mắt nhìn theo tay. 5, 4, nó căng nào, nó căng rất nhiều ha. Mình sẽ tiến tới tư thế bồ câu đó. 3, 2, 1, thở ra. Từ từ, vươn tay lên và gập người xuống. Đúng rồi, thả lỏng vai, thả lỏng cổ, trán chạm sàn, thả lỏng cột sống, giữ ở đây và lắng nghe hông của mình ha, hông của mình đang mở đó. 5, 4, 3, 2, 1, rồi hít vào, nâng người lên. Hai tay mình đặt đây ha, đừng có di chuyển cái gối nha. Cái gối của mình cố định ra, từ đây gập chân trái lên, đúng rồi, đưa tay trái ra sau, tay phải cứ chống dưới sàn, rồi đưa từ bên sau nè. Đấy, rồi đẩy hông nhấn xuống, đẩy lồng ngực trái, bung cái chân lên nha. Rồi giữ ở đây. Ở đây là mức cơ bản nhất dành cho những học viên mới tập. Khó hơn một xíu, đưa tay vào chỏ, coi chỏ lại nào. Đúng rồi, được không? Đưa vào chỏ thôi, đưa vào chỏ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tay có thể thụ hứng hoặc có thể duỗi ha. Rồi, đẩy lồng ngực lên, luôn luôn đẩy lồng ngực tấn công về trước nào. Giữ ở đây, dùng lực chân nè, bung nè. Đúng rồi, được nữa. Nâng tay phải của mình lên luôn. Đấy, nâng lên là sẽ có thăng bằng nha. Mình phải siết cái cơ lại. Xoay nhẹ, đúng rồi. Hít thở đều. 5. Ở đây là mức bồ câu ở mức cơ bản thôi nha, mọi người ha. 4, hôm sau, clip sau mình sẽ hướng dẫn bồ câu nâng cao hơn. 3, như thế này là đã là căng lắm rồi đây nè. 4, 2,
Một rất đẹp, từ từ buông ra, hạ tay xuống nào. Rồi buông chân mình lên sao mình về y như vậy. Rồi từ đây mình sẽ gập cái chân trở lại nào, qua bên phải, rồi hạ hai chỏ xuống gối. Đây, đây mình sẽ trả lại nào, ưỡn lồng ngực nha và hớp bụng nè. Chúng ta sẽ đi cái chỏ sang bên phải. Đúng rồi, mắt nhìn ra sâu, thấy bàn chân sâu, chính xác mục tiêu của mình là đi về đây nè. Đúng rồi, ưỡn lồng ngực ra, ưỡn lồng ngực ra, chỏ luôn luôn chạm sàn, không nhấc chỏ rời khỏi sàn. Rồi chỏ đi bằng vai của mình luôn nè. Đúng rồi, nó sẽ căng nha, căng hông nè, eo phải ép lại nè, hít thở đều, nồng, 4, 3, 2, 1, rồi chúng ta đi về, duỗi chân trở về nè, tay chống ngang gối, khi tay đặt xuống sàn, luôn luôn xòe rộng bàn tay ra nè, rồi ký mũi chân sâu, rút chân phải đi về, duỗi hông, đi bộ tại chỗ nè, đúng rồi, đẩy cái mông lên nha, rút cái xương cục của mình lên trời. 5, 4, 3, 2, 1, rồi dừng lại, mình sẽ đổi bên nào. Dùng ý nào, đẩy cái người ra sau, rút cái xương cục lên, nó căng nè. Hít nâng chân trái lên cao. Đây, rồi đẩy người ra sau, đừng trồm về trước, đúng rồi. 5, úp hông xuống ha, đạp cái gót ra nào. Đúng rồi, móc mũi chân lại. 3, 2, 1, thở, đẩy vai về trước nào, xốc cái vai lên, kéo cái gối lên mũi, chạm mũi nếu được, chính xác. 5, duỗi căng cái đùi sau luôn nào. 4, 3, 2, 1, thở, hạ gối xuống, duỗi chân phải ngay ngắn nào, rồi tách hai tay, úp hông phải xuống, úp hông phải xuống xíu nữa, hít vào, vuông căng lưng lên, thở hạ chân xuống, hít vào một hơi, vuông căng lên, thở hạ xuống, một lần cuối, hít vào vuông lên, giữ nha, có lên, thả nhã lực tay ra, đừng có lực tay, lực lưng nè, lực nằm hết ở lưng của mình ha. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, buông lỏng vai cổ, trán chạm sàn luôn. Hít vào, vươn hai tay lên luôn, chắp lại. Kéo cái vai ra sâu, ưỡn lồng ngực, nhớ là rút rốn nha, giữ ở đây, ghim cái hông bên phải của mình xuống. Đúng rồi, bắt đầu mình đi nào. Hít một hơi thật sâu, thở ra, hạ tay phải xuống chân phải, đẩy lồng ngực phải lên, mắt nhìn theo tay phải. Đúng rồi, lần hai hít vào, thở ra, lần ba hít thật sâu vào, giữ nha, hít thở đều. 5, ưỡn lồng ngực, chắp tay vuông dài ra. 4, vuông căng cái lưng. 3, 2, 1, thở hà tay phải về chân phải. Đúng rồi, bắt đầu mình đi nè. Dùng ý nè, đẩy lồng ngực phải lên, nhấn mông phải xuống và rướng tay về gót. Mỗi ngày một chút, chúng ta sẽ chạm được gót luôn đó. 5, mắt nhìn theo tay trà phải của mình luôn. 4, rất đẹp. 3, 2, 1, rồi hít vào, tay lên. Thở ra nè, mình đẩy cái ngực ra, vuông cái người ra trước nè. Cho lưng mình căng ra rồi mình gập xuống. Đúng rồi, giữ ở đây nha, và hít thở. Thả lỏng vai, đúng rồi, thả lỏng cổ. À, dùng ý nè, úp cái hông bên phải xuống. Chính xác, hít thở đều, buông lỏng cột sống luôn. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, hai tay lên. Lên nào, thở ra, hạ tay xuống. Rồi chúng ta lên thế, cố định gối, co chân phải lên. Đúng rồi, đưa tay trái ra sau, ôm lấy mu bàn chân. Rồi mức độ cơ bản, thẳng tay nè. Đấy, nếu học viên nào tập lâu hơn, cơ khớp của mình mở nhiều hơn, đưa mũi chân vào chỏ tay. Rồi từ đây dùng ý nè, đẩy lồng ngực phải nè,
dùng chân nè, bung ra nè, tay là lật tay và lật chân ngược lại nè, thấy không? Đúng rồi, nó tác động sâu vào cái vùng cơ khớp háng đùi của mình luôn nè. Được nữa, rút tay trái ra, mắt nhìn theo tay trái. Đúng rồi, thả lỏng vai ha, đừng gồng nha, ưỡn lồng ngực lên và hít thở đều. 5 4 3 2 giữ càng lâu càng tốt nha, ít nhất là trong 10 hơi thở. 2 1 rồi, từ từ hạ tay, buông chân ra. Buông tay, buông chân, mình sẽ trả lại nào, gập cái chân, gập qua bên trái nè, đúng rồi, hạ hai chỏ. Từ đây bò hai chỏ đi qua trái, hạ hai chỏ xuống nè. Đúng rồi, hạ hai chỏ trước gối rồi bò chỏ sang trái nè. Ưỡn lồng ngực nha và rút cái bụng lại nha. Chúng ta sẽ căng nè, nó sẽ cảm nhận căng cái hông phải nè và cái eo trái mình nó săn lại nè. Đúng rồi. Hít thở đều, ưỡn ức gà. 5 4 nó sẽ có hai lực đối kháng á, cái thân ở trên kéo ngược lại với cái thân ở dưới á. 3 2 1 rồi từ từ mình đi về. Đi về, duỗi chân phải ngay ngắn, chống tay ngang gối. Hít vào, rút chân trái ra sau. Rồi, đẩy căng, rút cái xương cột lên. Và chúng ta nhịp chân tại chỗ. 5, cảm nhận sự thoải mái và dễ chịu cơ thể của mình ha. 4, 3, 2, 1. Rồi, hạ hai gối xuống. Rồi, chúng ta ngồi xuống. Thật là tuyệt vời. Các bạn đã dành ra 30 phút để thể hiện tình yêu thương với bản thân mình. Có con mài sắt sẽ có ngày nên kim. Các bạn hãy theo dõi và đăng ký kênh để nhận được bài tập mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.